bốn số và mình sẽ bốc thăm nè. Và chúng mình là phải lấy cái đó, nhưng mà mình rất là sợ. Trời ơi, cái này nè, nước màu dữ là muối là ghê lắm luôn. Rồi bây giờ chúng ta chơi nha. Xem xăm. À, là được chưa? Mình chẳng chứ. Để mình nha. Số 6 là gì vậy? Bây giờ còn hai số là mình cần cái nút số máy gì ta?
thật. Nút là số 3 và còn một cái nữa là số số 5. Đúng rồi, còn một cái nữa là số 5. Nhưng mà số 5 đâu? Chứ mỗi mình bắt mình sẽ có số 5. Mình mua hơi sữa gì đó thì nó được á, nhưng mà sữa không nhỏ mình nó cũng mình không mình nó sẽ cho cái nhiều nó lượng khách lên thành slap của mình kìa. Quá xui quá vậy, chị đẹp quá. Thôi chị sợ nó rơi tiếp mình lên là chỗ chị còn dơ chỗ em nữa đó. Đúng là đồ ăn không có cái bạn gì mình lại cái lên bút hết đồ ăn mình chút cái đồ ăn nào mình sợ nhất là cái sống tay này nó muốn cười lắm. Mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi bông nhẹ, bay bay khắp trời. Là la, đồ ăn nhiều đường, càng nhiều càng tốt. Ăn được không? Làm lạnh lẽo. Bạn thích cái slime nào hơn? Slime của mình thì rất là đẹp, slime của mình thì rất là ngon. Nó có muối nè, có marshmallow nè, có màu dừa nè, có yến mạch nè, có bánh snack nữa. Nó có nên mang quốc hết đồ ăn không? Mà mình làm ra bởi vì rớt tuyết quá, tại vì mình cho hơi nhiều. Tuyết rơi bông nhẹ, tuyết mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi bông nhẹ bay. Wow, đây là kem đá bào bạn nè. Có một cái này gọi là cái bánh con khỉ. Ngày hôm nay rất là đặc biệt, mà con khỉ này nó là cái trái chuối này là màu áo của mình, mà cái slime của mình nó là màu áo của Linh. Trời ơi, đã qua đêm cái slime lớp của mình nó có màu xanh ngọc nè, và bà nó rất là tươi luôn. Cho em cái chiếc kim tuyến thanh này em hớp. Trời ơi, cảm ơn nhiều được rồi. Vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn thích video này hãy cho mình một cái like, share và subscribe trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye và hẹn gặp lại, bye bye. Và các bạn yêu thương, mình có hai là người chiến thắng nha. Nếu thua thì sẽ chịu hình phạt như thế nào? Các bạn nhớ đặt ra hình phạt cho mình luôn nha. Bye bye. Wow, đã quá.